Trời ơi, không có vị trí nào cho em luôn á trời. Tìm mới xong xong. Trời ơi trời. Trời ơi, tôi như là đêm 30 vậy trời ơi. Đợi em xíu em kiếm cái nào sáng rực rỡ cuộc đời em lên coi mấy chị. Trời ơi. Trời em sợ mấy chị chờ em ráng không bò em ra đây luôn á. Mọi người ơi, mọi người ơi, đợi xíu nha, em đi kiếm bình luận của mấy chị cái đã. Hello bà con mình. Hôm nay là buổi live rất là chi là đặc biệt nha mọi người. Tại vì em có hứa mọi người tối nay em live, nhưng mà em gặp một tí sự cố nên em không có thể nào mà live cho mấy chị quần áo được hết trơn ha. Em đang ở đâu? Em đang ở bệnh viện. Trời ơi trời. Mọi người ơi, em live một cái chỗ rất là chi là khổ sở nha mọi người. Em đang ở một cái nơi rất là mệt mỏi luôn đó. Đang ở bệnh viện. Hello chị Yến. Mọi người ơi, bây giờ nghe mọi người muốn em sale gì mọi người nói đi. Em sẽ đưa cho mọi người hết luôn để mọi người đủ đơn. Đáng lẽ là tối nay em sẽ like cho mấy chị, nhưng mà con em nó bị sốt, em đang ở bệnh viện. Nên bây giờ mấy chị, em like cho mấy chị, em sale cho mấy chị xong cái là em ợp để cho mấy chị đủ đơn. Chị nào có nhu cầu muốn thêm hàng gì thì nói em. Bất cứ thứ mua sản phẩm này, hôm nay like gì hả, em sẽ cố gắng like mỹ phẩm cho mọi người nha. Em sẽ cố gắng like mỹ phẩm chứ em không có like được món khác mọi người. Hello chị Hằng, hello chị Ngọc. Em chạy ra đây để em like luôn á, để trong kia. Mấy chị ơi, hôm nay nghe chị nào hồi trưa này muốn thêm sản phẩm gì, và đặc biệt là không có, em phải cầm điện thoại bằng tay mới like luôn nè mọi người. Rồi em chào chị Minh Ngô, chào chị Yến Ngọc luôn nha. Trời ơi đang khổ lắm mấy chị. Nó đỡ sốt rồi mới chạy ra đây được á. Rồi em chào chị Nguyễn Hằng, chào chị Gia Hân nghe. Rồi mọi người ơi, chấm bài tương tác lên giùm em nha. Bây giờ em like nhanh rồi em nghỉ nha mấy chị nha. Con em nó đỡ đỡ rồi em mới dám ra. Rồi chào chị Dung Lâm, chào chị Hậu Nguyễn ạ. Rồi. Không biết like sao luôn á. Em chào chị Như Bùi. Rồi mấy chị ơi, bây giờ mọi người ơi, mọi người muốn em sale cái gì mọi người nói giùm em cái đi ha. Thua cái gì, sợ mấy chị không đủ đơn rồi mấy chị lại buồn giận nữa. Em kiếm cái chỗ em để cái điện thoại, cái mọi người không có chỗ nào để cái điện thoại được hết trơn á. Cầm có xíu mỏi tay muốn chết luôn à. Rồi em chào một chỗ vậy có 100+ chị em thôi, thôi kệ đi. Không cầm được, không lấy được điện thoại mấy má ơi. Ăn cà phê, đẹp đó mà đẹp không biết nữa hà. Cái điện thoại, cái app đó mấy má ơi. Ăn cà phê nó bị sốt từ sáng tới giờ. Em đi, em đang ở bên bệnh viện Bà Vũng Tàu nè chị Yến. Con em nó đỡ đỡ rồi em mới dám lo đâu. Em cũng chuẩn bị hết tinh thần để ra la ý lộn, hết tinh thần để like quần áo cho mọi người rồi á, nhưng mà cuối cùng không đi được mấy chị nha. Đơn áo ngực hôm qua hả, bé sao rồi, bớt sốt chưa, chưa nữa, nó ngồi lên xe hơi luôn. Nó đang đợi kết quả xét nghiệm máu, nhưng mà uống thuốc hạ sốt rồi, nó sốt từ chiều giờ nó không xuống được, bắt buộc em phải đi bệnh viện. Em chào chị Nguyễn Hồng nè. Mấy chị ơi, bây giờ em nói nha, chị nào mà coi like của Thảo hôm nay á, em đáng lẽ là không có cái lịch gì để like mỹ phẩm hết trơn á, nhưng mà do kế hoạch như vậy nên là bây giờ em Thảo sẽ chen like mỹ phẩm cho mọi người nha. Em chào chị Hà Trân, chào chị Nguyễn Hằng. Thì em không có cầm theo, em chỉ có cái rổ mỹ phẩm mà quăng lên xe. Bây giờ em like đại trên xe luôn cho mấy chị luôn ha. Quần học 10562 là cho chị Thanh Lê, ok chị ha. Cho chị đặt một zoom hả, trời ơi zoom. Em cảm ơn chị Minh Ngô. Không, bé nó chắc bị sốt thôi, trời em chỉ sợ nó bị sốt xuất huyết thôi, tại vì nó sốt cao quá mà nó không hạ. Dạ quần 1062 á mấy chị, quần 1062 mấy chị cứ đặt 1062. Ngày mai mấy bạn nhân viên em sẽ alo cho mấy chị để soạn hàng cho mấy chị. 1056 là cái quần giống y chang như 2056, nó là quần 3 nút nhưng mà nó là 9 tấc mọi người. Cái ống nó rất là đẹp. Ở đây bây giờ em không có hình cho mọi người coi nên cũng không biết làm sao nữa. Dạ em cảm ơn chị nha. Chào chị Huyền Mái ạ. Khỏe khi nào like cũng được. Dạ không sao, nó khám rồi uống thuốc hạ sốt nó xuống rồi em mới ra. Người ta cũng không cho mình ngồi trong đó đông. Hôm nay chị nhìn không ra luôn. Không phải, nó ở trong, nó đang nằm ở trong đó, bố nó nằm trong đó, họ không cho đông người quá nên em cũng phải ra. Thôi em ra em lỡ rồi em like cho mấy chị luôn không sao hết. Em có một cái này em tặng mấy chị, nếu mà chị em nào mua được ngày hôm nay coi như là hên nha mấy chị nha, coi như là thôi giờ lên luôn chứ không có coi như là coi nhiếc gì hết trơn á nha. Em tặng cho mấy chị một cái sản phẩm này, em chỉ đọc cái chương trình thôi. Đây là sản phẩm tan mỡ, chắc hồi bữa giờ mấy chị cũng đợi Thảo khuyến mãi rất là lâu đúng không. Rồi hôm trước hai tuần trước họ có like cho mấy chị rồi, em giảm sâu cho mấy chị là 35 là đã trừ khủng khiếp rồi, nhưng mà hôm nay Thảo chơi lớn với mấy chị luôn. Ai mà mua
Ai mà mua cái này là 300 đúng không? Chị nào mà mua Thảo sẽ tính cho mấy chị nghe giá, em khuyến mãi xong rồi mấy chị lên đơn thôi, em đọc duy nhất một lần. Do cái này là Thảo không thể nào mà đọc cho mấy chị được hai lần hết, nên chị nào nghe một cái là lên đơn liền giùm em ha. Tan mở nha, em chắc cũng không còn xa lạ gì với mọi người hết. Mọi người cũng biết tốc độ em ra hàng như thế nào, nhưng riêng ngày hôm nay thay vì trừ khuyến mãi cho mấy chị, trừ cho mấy chị hết mọi thứ, trừ cho mấy chị luôn cả cái tiền mà bán cái đan bụng cho mấy chị á, em sẽ đặc biệt cho mấy chị luôn là ghi dâm Thảo là mấy chị ráng ghi giùm em mã là tan mở em chiết khấu cho mấy chị luôn 40%, coi như em không có lời luôn, chiết khấu hẳn cho mấy chị luôn 40% luôn và miễn phí ship cho mấy chị luôn. Và em đọc đúng một lần thôi, mấy chị lên đơn giùm em tan mở, chắc cái này là gọi là chương trình không bao giờ xuất hiện lần thứ hai nữa ha mấy chị ha. Nên cố gắng mấy chị em lên đơn giúp em 35% đã dữ lắm rồi. Bây giờ em sẽ chiết khấu luôn cho mấy chị 40 để cho mấy chị đủ đơn của ngày hôm qua. Và nếu chị nào có quần áo hơn ngày hôm nay cho luôn chương trình miễn ship cả cái đơn quần áo nếu mà mấy chị có cho tan mở. Dạ ok chị. 258 rồi hả? Em cảm ơn chị nha. Rồi quần hai 2062 chầu đen cho chị liếng nặng ok chị. Cái quần 2061062 nó siêu đẹp luôn á. Do là bây giờ em không có cầm theo cái quần đó em giới thiệu cho mấy chị, tại vì em nghĩ là mà em nghĩ hả? Dạ cà phê nó bị sốt từ sáng giờ nó không xuống á chị Trâm, nên em phải đi qua bên đây. Chứ ở nhà cũng uống thuốc hạ sốt được, tại nó mới sốt có một ngày à, mới sốt mấy ngày à, sáng cũng đi khám rồi đó. Mọi người lên giùm em nên tan mở liền giùm em đọc một lần thôi nha, Thảo không có đọc lần thứ hai. Xong cái này em lên sửa rửa mặt lại cho mấy chị. Dạ ok chị. Em gặp đơn như vậy để cho mấy chị dạng giống như là để chung đơn, nếu mà chị nào có quần áo, chị nào có quần áo nghe, hoặc là chị nào mà có dạng giống như hôm qua mua mấy cái hàng sale sale á mấy chị ha, để chung đơn cho mấy chị luôn. Cho chị Ngoan Lê, chị Cát Tường ơi, Cát Tường ơi đừng có ghi chương trình ra chị. Cho chị Thơ Ngố nè, cho chị Ngoan Lê nè, em cảm ơn chị. Trời, chị Thu Thuận không phải gì đâu, chị cũng không có đến nỗi gì nên Thảo mới like chứ cái gì. Dạ đi bệnh viện chị yên tâm thôi, đừng ghi chương trình ra chị. Trời ơi, mấy ông 40 không còn gì để nói luôn, một phần trăm mấy. Mấy chị ơi đừng có ghi chương trình ra, em bị la chết mọi người. Em đọc duy nhất một lần thôi, Thảo không đọc lại ha. Rồi ok chị Thu Nguyễn luôn ha, lên chương trình serum luôn á hả? Thật sự luôn á, ở trong xe em lúc nào cũng có cái này nè. Trước khi đi là em xách theo nhiêu đó cho mấy chị đó. Đó chị thấy không, lúc nào cũng vậy hết. Em dạng giống như là đi đâu vậy, em mà giờ em kịp em có sẵn em like hồi nãy quăng lên đại lên sen cái hộp mình bữa nay em không dọn xe hết trơn rồi. Ok em cảm ơn chị Thanh Vân nghe, em lên chương trình sửa rửa mặt. Hồi chưa mấy chị em like nhanh quá, mấy chị mua không kịp hả? Dạ ok chị ha. Bây giờ nha, khoảng tầm 5 người đi, khoảng tầm thôi bây giờ như thế này đi, em chỉ đọc đúng một lần thôi, mấy chị lên đơn giùm em cái hộp Saffron 1g á, chắc mấy chị cũng biết rồi. Em chia lại cho mấy chị luôn nha, em chia lại 99.000 luôn, chị nào lấy thì để chung đơn vô luôn đi nha, cho nó đủ đơn. Đặc biệt đối với những chị nào đang uống Saffron, chị nào đang uống Saffron, đang biết Saffron nhà của Thảo nghiêng nha, của Thảo nghiêng mấy chị nha, đừng có thấy cái hộp giống giống rồi la làm. Em chốt cho chị Cát Tường ok chị ạ. Rồi cho chị Phan Nguyễn ok chị Đinh Hoàng ok chị. Dạ sau like là em không có, đáng lẽ là em phải xóa like á mọi người, nhưng mà không có dám xóa like tại vì bay không xóa like được, nên em không phải là không được nhưng mà hạn chế không xóa được thôi. Em like mỹ phẩm xong là em xóa mấy chị. Mới nhận đồ zoom đẹp lắm Thảo, cảm ơn chị Thanh Loan Quỳnh, hôm nay tới 7 mã zoom về mà cuối cùng em không like được cho mọi người luôn. Trời, em đang ở một nơi rất thơ mộng chị, bệnh viện nó rất là yên lặng luôn, em phải lên xe em đóng cửa em tắt đèn, không thôi ra ngoài kia mà like chắc thiên hạ chữ em chết luôn á. Mà con em không sao mọi người, ý là nó sốt, nó hạ sốt rồi mới dám ra đây đó. Ồ, đang bên Vũng Tàu, đang bên bệnh viện thành phố Vũng Tàu nè. Nhị Hoa ngạc chợ bà bí lúc kia bao. Rồi em đầu một lần thôi, chị nào có đơn hàng nha. Rồi cao gần cho chị Nhàn Mai ok chị nè, chị với Đúc Kỳ ok chị Song Cẩm ok chị nhé. Mấy chị nha, đủ đơn thì Thảo cho đi, cố gắng đủ giùm em cái, mấy chị đừng xả quần áo ra bắn cực quá trời luôn. Ok Yến Ngôi cho lớn vậy luôn á, chị nào mua được thì mua nha. Chị Bảo chân hai chai nè, cảm ơn chị với Đúc Kỳ. Sale body coat hả? Ở đây không có hũ body coat nào hết trơn. Sao Thảo cho chị một cái zoom không? Không chị Gia Hân, zoom bây giờ quá trời món luôn, quá trời thứ luôn, sao em biết để chị cái gì? Nếu mà dáng người chị như em thì không có cái zoom nào mà không mặc được hết trơn. Rồi em chốt cho chị Tố Thương, cho chị Bảo Trân, cho chị Kim Phượng nè, cho chị Tiên nè, cho chị Lê Thanh Xuân. Từ từ đợi em xíu mấy chị. Không nha, cái này mấy chị mai gọi điện không có nhận đơn nha mấy chị. Rồi em like vậy là tụt quần tụt vía rồi, không có nhận đơn nữa đâu. Ý là bản thân tụi em khi mà em làm vậy có nghĩa là em đang cố gắng dồn đơn cho mấy chị. Lỡ mà ai mua một sản phẩm cộng thêm một sản phẩm này cho nó đủ đơn để bên em đỡ phải xả ra thôi, chứ mấy chị mai gọi điện Thảo không có để đâu. Rồi cho chị Tiết Cương, chị Dung Ngô nè. Trời ơi, để mai chị suy nghĩ. Không được chị ơi, tan mở là 4. Thôi tan mở đọc lần à, không ghi nữa đâu.
Rồi 3 gram cho chị Lê Ngọc. Ô, là tụi rồi nha, em không có khuyến khích mấy chị mua nhiều, miễn sao mấy chị đủ đơn là thảo mừng rồi nghe. Còn quần áo để ngày mai chắc chiều mới like được, quá buổi trưa like không được mấy chị ơi. Em còn bột đánh răng cho chị 2 thùng. À, kem đánh răng giảm hết rồi chị. Ai à, nhà chị mua giùm hả? À, bây giờ Thảo không có đi bàn chải đánh răng mà em chỉ đi kem đánh răng, tại vì cái kem đánh răng mới đầu là em không định đi chuyên, là bởi vì em thấy trên thị trường bán nhiều quá nên Thảo không có thích bán nữa chị. Em chỉ bán kèm kèm thôi, nhưng mà sau khi bán và sau khi sử dụng, khách hàng cũng rất là nhiều người nhắn tin với Thảo là ờ cái sản phẩm này cũng chính dạng như là người ta tin tưởng á mấy chị. Do mấy chị bây giờ đâu có biết được đâu, nó hình thức nó giống nhau, nó ghi chữ Thái, nó ghi chữ Hàn vậy chứ đâu phải hàng Thái hàng Hàn đâu, nên người ta mua trên thị trường người ta không tin tưởng, người ta tin Thảo, nên Thảo rốt cuộc cũng cũng không ráo lấy. Nói thiệt sự là em cũng có lời trong đó mà, cho chị gia hăng dù mấy ngàn hay là bao nhiêu tiền đi không cần biết, nhưng mà em có tiền lời em vẫn có động lực để kinh doanh là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mấy chị vẫn tin tưởng sản phẩm đó hơn, và chính bản thân em cũng là người sử dụng nên em cũng tin tưởng sản phẩm đó hơn, nên là cũng mấy chị cũng nói cũng thấy đúng nên em nói thôi. Tại vì cũng không tốn công nhiều, có mấy chị mua kẹp đơn vô chung chung thì nó cũng đủ đơn, tại vì em không thích bán gia dụng nữa, tại vì bán dạng giống như em bán suốt mấy năm vừa qua rồi, bây giờ em phải đầu tư vô quần áo, nhưng mà cũng mê mê cũng kẹp kẹp vô, tại vì bán nhiều quá là mình bị rối với mấy chị nên Thảo không có like, cái động Thảo không có muốn bán, khách hàng cũng nói rất là nhiều luôn nên Thảo cũng cố gắng. Hơi tối mấy chị thông cảm giùm em nha, quần jean em bán hết sạch luôn chị ơi. Ok Liến Đặng, ok Hiền Nguyễn nha. À, cảm ơn chị Khoa ạ. À, chắc nếu mà xét nghiệm máu hôm sau là em đi về rồi. Cho chị Nhiên An, Nhiên Nhiên nè, ok Nhật Minh nè, Tăng Mở cho chị Đoàn nè. À, son Thảo đang dùng là son số mấy không? Son em đang dùng là son số 2, nó đỏ lắm chị ơi, nó đỏ lắm, nó đỏ như này mấy chị. Em đánh mỏng á, em đánh mỏng chứ không thôi nó ấy lắm. Rồi Tăng Mở cho chị Bích Thúy Lê nè, kem cái này nè mấy chị thường mới đi đám cưới mấy chị mới đánh nha, tại nãy em thấy mặt mình nhợt nhạt quá, em lỡ em quất một phát em đi đó. Rồi cho chị Nguyễn Tiềm, ok chị nè, 2 gam nhiều hoa cho chị Khôi Nguyễn, ok. Không, em không đọc lại chương trình Tăng Mở đâu, em đọc đúng một lần thôi. À, Tăng Mở không đọc được chị ơi. Cho chị Kim Anh, ok chị. À, chị cha nội đang ngồi đâu lạ. Em đang ở bệnh viện lạnh lẽo lắm chị ơi. Rồi sữa rửa mặt giảm tiền. Dạ không, em không giảm tiền. Nếu mà giảm tiền được á, thì em giảm 20% cho mấy chị, còn không giảm hơn được nữa chị ha. Có nghĩa là giảm 20% là cũng dữ dội rồi đó, giảm 20% mà miễn ship. Nhưng mà nếu mà đối với chương trình thì em thấy là chương trình, tại vì 20% em đã giảm cho mấy chị tháng trước, lỡ em lố một lần, có nghĩa là trong một tháng Thảo chỉ được 2 lần giảm giá, nhưng mà Thảo đã giảm cho mấy chị qua lần thứ ba nên là em không có giảm cho mấy chị được nữa. Rồi Tăng Mở cho chị Minh Minh, ai biết chương trình Tăng Mở thì ai biết chương trình Tăng Mở thì nói với mấy chị, không biết em không đọc lại 2 lần chị. Em tại chương trình đó hơi lớn, nó không phải hơi lớn mà nó quá lớn nên em không đọc được 2 lần. Dạ không, em bình em khỏe chị Tomorrow khỏe, nhưng mà hy vọng mình xét nghiệm bé nó không bị sốt xuất huyết là mừng rồi. Chỉ sợ sốt xuất huyết thì mình phải nằm viện ở theo dõi á. Ở đang bệnh viện Vũng Tàu, mấy chị đang đi du lịch mà tới giữa biển rồi chứ chưa ra được tới biển Vũng Tàu. Từ đây cách biển Vũng Tàu như mấy mấy cây số nữa đó mới tới biển Vũng Tàu. Đang ở thành phố Vũng Tàu mọi người à, khổ ghê vậy đó. À, sale kem đi mới hả, quá trời quá đất luôn á. Không, tháng trước em sale rồi. Trời ơi Kim Anh ơi, đừng có ghi chương trình mà nổi ơi, ai đọc được ta chửi tôi chết luôn á. Mấy chị Tăng Mở nhiêu mấy chị, không em không đọc được mấy chị. Rồi cho chị Nguyễn Thị Ngang, ai hỏi thì hỏi đi, khách hàng em có một số người sẽ trả lời giùm Thảo thôi chứ Thảo sẽ không trả lời đâu nha. À, vậy còn hồng cam không, để mình một son và một Tan Mỡ. Hồng cam là số mấy quên ta, à số 3 sẽ nhận chậm hàng nha chị Phương Hạnh ơi. À, cái gì Thảo khỏe không mà like không, em thì em bình thường, em châu bò mà mấy chị, em tổ Covid mà Thảo còn chơi lớn mà mấy chị, Covid mà em còn không nghỉ like, em vẫn ngồi em like cho mấy chị trong nhà mà. Ủa em châu bò lắm mấy chị ơi. Rồi cho chị Nguyễn Hồng, em biết hôm mai mốt mấy chị lỡ mà tới trăm tuổi già không biết có sống được hôm tới trăm tuổi già, nhưng mà à, tới khi mà hết kiếp người rồi chắc ngày cuối cùng em cũng phải cầm cái điện thoại lên em like một lần. Không biết lúc già hay lúc trẻ, không biết lúc nào phải cầm điện thoại like. Xăm đất có khuyến mãi không á hả? Không, bây giờ đi kiếm cái chương trình khuyến mãi cho mấy bà. Bây giờ nè, trong cái tủ đồ nhìn giống như con ma quá trời ơi, nó giờ còn có 200 mấy người là toàn khách VIP không nè, khách quen không đó. Rồi đợi em xíu nha, để em sale cho mấy chị cái này, em tặng cho mấy chị cái này. Để em coi trong đây có cái gì. Trong đây hy vọng có cây son. Không mấy chị ơi. À, son màu đỏ cam hả? Son màu đỏ cam bao nhiêu một cây vậy em, hàng sản xuất? À, cái son
cái sân Hàn Quốc em bán cho mấy chị mỗi năm, hồi bữa đó, hồi năm ngoái đó, năm nay nó có hàng lại đó chị, đâu có bán sân khác đâu chị. À, tăng mở chương trình khuyến mãi Công Thảo có chị nha, sân đẹp lắm, khi nào có số 4 cho em một cây. Chị Ngọc Vân, vậy em nhận tạm cho chị Ngọc Vân nhé, khi có thì Thảo riêng số 4 tôi không hứa, em dùng từ tạm thôi, số 3 Thảo nhận nhưng mà sẽ giao lâu một tí xíu, có thể 5-7 ngày, nhưng riêng số 4 là dùng từ nhận tạm nha mọi người ha. À, có sức khỏe tốt hả? Không phải chị ơi, nó nghẹt, chắc là người em cái gì nó cũng mà yếu đuối, chị có cái livestream là em nhanh lắm, like lúc nào cũng khỏe khoắn để like hết trơn á. Nè, hên quá, trong đây có cái này. Trong đây có cây tự nhiên nó quên ngang ông nội ơi. Like xong hết xăng chắc vậy quá chị. Đúng rồi, đây là lúc trưa đó mấy chị, đỏ cam hả? Cái màu đỏ cam đó nó màu dùng từ sao nó mới đúng, trời wow, nhưng mà nó tự nhiên lắm nha chị, nó không có đi tiệc được đâu, đi tiệc nó sẽ hơi nhạt đó chị. Màu số 3, màu số 4 là màu hồng, hồng đỏ hồng nhẹ, còn màu số 3 là màu đỏ cam nhẹ, thì nó sẽ rơi vào cái tình trạng là nó không có được thẳm như là màu đi đám cưới, mà nó hơi về màu tự nhiên nha chị. Số 3 với số 4 là màu tự nhiên, số 1 với số 2 là màu đi tiệc nha mọi người. Số 5 với số 6 là màu trầm, tâm trầm nha, em phân biệt rõ như vậy. Hai tiếp tăng mở giá nhiều thôi, mấy chị hỏi nhau đi mấy chị ơi, ngày mai lai quần áo nữa mới chốt. Dạ không nha chị Tí Quỳnh ơi. Xong chưa, yêu cầu sở đơn vì thấy trùng đồ mua ở nhà rồi. Trời ơi Phạm Tí Quỳnh, quá trời bà lo bà hỏi xong nên bà không biết bà mua đồ gì đó. Quý Thủy đi bệnh viện chị Thủy ơi, quá dầu vàng xài quá ok hả, vậy bữa nay sale lớn luôn đi, kệ nó đi, tính dầu vàng 45 đi ha. Rồi mấy đứa ơi, ở nhà tính ngày mai tính tiền cho mấy chị, tính dầu vàng 45 thôi nha. Ha, em tính dầu vàng, tại vì cái này mấy chị biết không, dầu này là chị em cũng nhập trực tiếp ở bên đó về cho bên Thảo á, chứ không phải là Thảo đi tự đi lấy mà mấy chị sợ nhầm đâu ha, không có sợ nhầm hàng một tí xíu nào hết trơn nha. Dầu Thái nha mọi người, chuẩn hàng cho mấy chị. Cái này từ bữa giờ mấy chị thấy em có bán bao giờ, em có lên live giới thiệu đâu, khách em tự đặt không á mấy chị. Ha, tăng mở cho chị Tươi Hoa ok chị nè. Cái gì tăng mở có xài với nịt bụng? Chị xài tăng mở được khoảng một tháng chị mới xài nổi nịt bụng, chứ mà chị nịt bụng vô đốt chị thở nổi. Xài tan mỡ xong từ từ mấy chị mới xài nịt bụng được. Khi xài tan mỡ, cái mô mỡ mấy chị bắt đầu nó mềm ra rồi thì mấy chị sử dụng nịt bụng mấy chị rất là dễ thở. Còn nếu mà đây, đó là kinh nghiệm của bản thân Thảo nha. Hồi xưa mấy chị có nhớ em, hồi mà em like cho mấy chị em không bao giờ nịt bụng được, mà bây giờ mọi người thấy em nói em nịt bụng nên em thở luôn, em không thở được, em đâu like được đâu, em quạo em tháo ra liền à. Nhưng mà khoảng tầm gần đây mấy chị thấy em đai được là vì em xài tăng mỡ xong cái mô mỡ em nó mềm rồi, em đai vô em cảm thấy nó dễ chịu lắm, mà lúc đeo nó cũng dễ đeo hơn là cái hồi mà cái mô mỡ mình nó cứng á mấy chị. À, sau số 3 chị Kiều Vân, tăng mỡ chị Tươi Hoa, em có dầu vàng cho Kiều Vân nè, dầu vàng cho Song Cảm nè, cho chị Ngọc Anh Lê, cho chị Nguyễn Hồng ok chị. Cái dầu này á là cái màu đặc biệt hơn là cái màu xanh một tí xíu, màu này nó nhiều hơn, hình như là 3-4 vị gì á mấy chị. Rồi cho chị Nguyễn Hồng. Gia truyền xài rất hay cho sao bóp thì khỏi bàn cãi rồi. Sao bóp thì sẽ sử dụng cho rằng da vô cùng nhạy cảm, hoặc là trẻ kiểu mà mới sanh, hoặc là người bị khớp ha. Sao bóp là một cái phương diện khác nha mấy chị. Sao bóp nó không có nhập từ đâu hết trơn á. Sao bóp là người Việt Nam mình, là một cái cô đó, cô rất là lớn tuổi rồi, hôm nay cô gần qua đầu 8 rồi mấy chị. Là bác của bạn em, nó là cô làm gia truyền rồi mấy chị nha. Cô làm gia truyền là hàng ngâm rượu với thảo dược nha mọi người. Cái gì có gộp đơn tua thì gộp đơn mới ngồi đây like, chứ không gộp đơn tua đâu có like giờ này đâu mấy bà ơi. Một cái son là không mở nắp được đây mấy chị, nó là dạng lăn. Cái này ở trên mạng bán nhiều lắm mà mấy chị thấy họ bán có một thời gian, giờ đâu bán nữa đâu mấy chị, họ bỏ luôn, không ai mua, không ai bán nữa đúng không mấy chị? Thấy giờ mấy chị lướt mạng có ai bán này không? Không, tại vì lấy hàng không nói lấy hàng này hàng kia mấy chị thấy. Bán một lần người ta không quay trở lại nữa. Còn em cứ liên tục, em cứ nhập về và khách tự em mua, giống như sao bóp là khách em tự em mua đó, nên là em rất là tự tin để giới thiệu cho mấy chị là như thế. À, son số 3 chị Hòa Trần, sao bóp chị Bảo Trân, tăng mở chị Phạm Quy, dầu gội đụng tóc không có chị ơi, chị Thúy Đoàn hả? Rồi em cứ nhấp vô. Son là 159.000 rồi xong chưa. Tăng mở phải khuy có rồi. Sao bóp cho chị Hồng, tăng mở chị Ái Ly, tăng mở mấy chị tự hỏi chương trình nhau, Thảo không trả lời trên live này nữa à. Em nói rồi, em đọc đúng một lần thôi. Rồi bây giờ em mới lên chương trình lớn xong em họp luôn nè. Thôi vậy chứ mấy chị, quần áo hồi chiều hôm qua rất là nhiều khách mới, chắc là mua xong bỏ Thảo luôn rồi. Còn khách mới cũng của... Nè mấy chị, nó cực kỳ thơm, thông, và đặc biệt khi mấy chị xài nó không nóng hổn nha, nó âm ỉ, nhưng mà khi mấy chị xài hết cái nước này nè, tự cái con này nè mấy chị, nó sẽ tiết dầu ra tiếp. Còn mấy chị mua hàng không đúng, mấy chị xài xong thời gian hết là hết luôn, không bao giờ tiết dầu ra thêm.
Ừ, cái này mới vậy nên nó khác đó. Và cái nắp này nó cũng sẽ vàng hơn. Cái chữ trên đây nó cũng in rõ ràng hơn mấy chị nha. Mấy chị đem hai chai ra hàng giả thân thiệt, mấy chị nhìn là mấy chị đối chiếu được. Mấy chị hỏi chị Chanh á, chị Chanh chị có một chai giống y chang vậy luôn. Rồi chị mua của em về, chị nói là hai chai của Thảo với của người đó bán là khác nhau hoàn toàn. Cái mùi nó cũng không bị hắt lên nữa, nó chỉ có mùi thông thôi. Đó, nội vậy em mới nói là tại sao mà rất ít giới thiệu mà lúc nào cũng bán được á. Sau bóp cho chị Hằng là tăng mỡ chị Thị Thu. Son số 2 là màu giống tựa tựa như Thảo á. Tựa tựa như Thảo nè. Nó đậm đậm như thế này nè chị. À, rồi em chớp cho chị Mùa Thu luôn. Sau bóp 39 chị. Sau bóp là rượu chị ơi. Ok chị sau bao ly nè. Muối tẩy thâm hả? Thôi được rồi, muối tẩy thâm 79 luôn đi. Giờ ai kêu gì xéo gì là đứa đó cho đủ đơn luôn đó. Giờ không có tính giá thành giá cả gì, nó đang cầm gì trên tay đi. Trời ơi, má ơi hôi nách. Sản phẩm nách thần thánh. Chốt luôn đi 69.000. Rồi cho chị Tiền nè, cho chị Thanh Xuân nè. Mới vô không biết giá nhưng em cũng không đọc được. Ở trong đây em còn cái yêu quái gì nữa không? Cho chị Nguyễn Hồng, son số 2. Quẻ thì son số 2 không khả năng hết cao nha chị Dung Ngô. Son số 2 khả năng hết rất cao nha chị Dung Ngô, 90% luôn á chị Dung Ngô. Tan mở cho chị Thạch, cho chị Kiều Loan Cao. Mai về Thảo Lai bữa nữa. Dạ không nha chị Thúy Nga ơi. Không à. Trời ơi chị ơi, em like từ bữa giờ rồi chị ơi. Sao bóp em nói thiệt á, em cũng không nhất thiết phải like tối nay đâu. Không có ai bán like mà em gộp đơn từ tối hôm qua rồi trưa hôm nay. Rồi bình thường người ta tắt cho mấy chị ra để người ta đi cho nó nhanh, dễ quản lý, không ai mà gộp như em đâu. Em gộp hai like rồi mấy chị không chịu nữa, còn đòi nữa. Không có nổi mấy chị một like như vậy. Mấy chị biết em like bao nhiêu bao quần áo không? Mà mấy chị biết bao nhiêu khách không? Ít nhất cũng phải tầm 400-500 khách. Một ngày mấy chị thấy view của em nó lên tới 1.000, có khi nó 600-700 đơn á. Mà 600-700 tên khách hàng em không nói bán được 600-700 đơn, ví dụ như tạm khoảng 600-700 đơn thì trừ hao ra 200 đơn không đủ đơn đi, thì mấy chị nó cũng rơi vào nhiêu đó khách. Mà mấy chị biết em hết lòng với mấy chị mà mấy chị đòi nữa là thua thật sự luôn. Trong giới livestream em tự hào về hai vấn đề, thứ nhất là về giá cả và thứ hai là em tự hào về cái vấn đề gộp đơn của Thảo không, mọi người. Mà một cái tự hào nữa là check inbox rất là nhanh mọi người, giải quyết cho khách hàng, không đợi khách hàng chờ, trừ khi là tin nhắn nó bị trôi mấy bạn không đọc được, chứ không để cho mấy chị chờ đợi đâu, thật sự luôn. Và một cái nữa tự hào nữa là hotline luôn luôn trong trạng thái là hotline thật sự, gọi nghe trừ ngoài giờ làm việc ra. Cái đó là những cái mà Thảo rất là tự hào, nên mấy chị mà đòi hỏi thêm là không nổi luôn mấy chị ơi. Rồi nách cho Kiều Văn và Hoàng chị Nhiên Nhiên. Ok chị Tùng Euro, nách cho chị Ngọc Hiền. Kem ngày kem đêm sale không em? Chắc không quá chị Dung Ngô ơi. Hôm nay sale banh nóc hả? Rồi à, cho chị Dung Ngô. Dầu gọi rụng là loại nào hết rồi chị ơi. Nách cho chị Tươi, muối tẩy thâm nè. Nách cho chị Yến Nguyễn, nách cho chị Băng Băng, cho chị Ngọc Thạch, cho chị Kiều nè. Sữa rửa mặt nữa, xăm đất nữa chứ. Sau đó là chị Phúc Quyên, nách cho Nguyễn Tìm, hết cho Trang Nguyễn, nách cho chị Kha. Cái nách đó, nó không phải là sản phẩm. Có nhiều người nó là điều trị thôi nách. Nách điều trị được mấy chị, trong cơ thể mà nó tiết ra mấy chị, nó sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố nha. Và có nhiều người người ta không bị, nhưng mà vì người ta ăn những cái màu, cũng cái sản phẩm có nhiều cái gọi là cái mùi á mấy chị, đặc mùi á. Còn một cái nữa đó là lý do vệ sinh. Còn đương nhiên là một số ít người sẽ có cái mùi hôi đặc trưng, giống như chồng mấy chị ngửi một cái là mấy chị biết ai. Có nhiều người người ta ghiền cái mùi hôi của chồng mình hoặc là vợ mình. Cái mùi đó nó không phải dùng từ là hôi, tại vì mấy chị biết sao, nó ra cái mùi đặc thù. Mà có nhiều người nó nặng mùi, có nhiều người nó nhẹ mùi. Nhưng một phần nữa là mình nó bị oxy hóa, sau khi nó ra cơ thể khoảng 1 tiếng là bắt đầu nó bị oxy hóa và nó bị sinh ra vi khuẩn nó làm mùi hôi. Thì cái đó thường là vệ sinh là cái nhất. Còn mấy chị có trị cách mấy chăng nữa, thời gian cũng là, tại vì cái đó là cái tuyến mồ hôi trong cơ thể mấy chị, nó tiết ra, nó tiết theo dòng cái máu của mình nữa mọi người, chứ không phải là bệnh, không phải là bệnh để mà trị, không phải bị dạng giống như không phải là một cái căn bệnh nào hết trơn nha. Cái đó là mùi đặc trưng của cơ thể của mình, nó có nhiều yếu tố làm cho nó tăng cái mùi đó lên. Và một yếu tố nữa đó là chính là cái mùi đó đặc thù của bản thân cái người đó, thì mình sẽ làm cho nó giảm và nó mất cái mùi hôi đó thôi. Chứ có nghĩa là nó giảm là khi nó tiết mồ hôi ra, mình thoa cái này vô để cho nó làm cho cái mùi không còn hình thành được nữa thôi, chứ nó không biến mất được nha mọi người. Giống như máu, chị không muốn chạy, nó khô máu sao khô được nha. Cơ thể mà nó luôn bài tiết ra mồ hôi mà mấy chị. Giống như là bao tử thì bài tiết ra cái gì, rồi trên mặt là bài tiết ra da dầu mấy chị. Trên cơ thể mình là bài tiết mồ hôi. Mấy chị cắt cái tuyến mồ hôi ở đây nó sẽ chảy ở trên ngực mấy chị. Mấy chị cắt tuyến ở đây nó chảy ở phía sau mấy chị. Mấy chị cắt tuyến ngay tay mấy chị, nó sẽ chảy ở phần mắt mấy chị. Mấy chị cắt ở đâu nó chảy ở đó. Mấy chị cắt ở đâu thì nó chảy chỗ khác, chứ nó không bao giờ nó mất được nghe.
Đó là chuyện là muôn thở. Ok Thiến Nga, 1062 chị muốn mua, chị comment ở đây 1062 luôn đi chị. Không, mà thôi gọi hotline đi, gọi hotline cho nó lẹ. Mở hotline là lên đơn luôn. Dạ yeah, ok chị Phúc Quyên luôn. Sữa rửa mặt có giảm không á hả? À, son số son em son của em là giống màu số 2 á, son em giống số 2 á chị. Tan mỡ, ok chị mùa thu, ok chị bảo luôn. À, hồi tối chị mua quần, ngày nay không nghe bên Thảo báo, nó gọi không kịp á chị ơi, hôm nay chủ nhật mà, nó gọi không kịp đó chị. Muốn tẩy thâm chị Nga, chị Dung Ngôn, mấy chị ơi muốn xả cái gì, muốn trước khi mua cái gì á, mấy chị suy nghĩ rồi hãy mua nha, tại vì xả cái gì nó rất là khó á mấy chị. Rồi em xóa cho chị Dung Ngô, lần sau đừng xả trên like giùm em nha. Ờ, cái gì cái gì like trên xe xin đâu mà xin, áp không nữa không mở áp, mấy bà không thấy tôi mặt mũi tôi đâu mở áp cho lên cái đèn nè mọi người, nó mở hết hai dàn đèn trên xe luôn nè. Nói như chị cầu chỉ nói ngồi đơn hồi tí hết xăng nãy giờ đi ngồi hết 30.000 tiền xăng rồi đó. Rồi à, nó xài ok, cảm ơn chị Thanh Tiền luôn ha. Chị bán dây nịt đi, bà giờ tụt quần mấy dây nịt cho bà nội. Rồi thôi em lên cái nữa nha mấy chị, chắc có kết quả rồi đó. Ông nào kêu 2 tiếng đồng hồ. À Thảo, Thảo không, Thảo chị dùng xăm đất, da mặt Thảo không đẹp mọi người. Da mặt của em là em dùng áp nha mọi người nha. Khổ quá à. Mặt của em không đẹp, nhưng em đẹp so với em. Mấy chị nhìn tấm hình cũ của em coi, cái mặt của em nó khiếp đảm cỡ nào, nó đen cỡ nào mọi người, rồi nó tàn nhang cỡ nào. Đây mặt thật của em nè mấy chị. Đấy, mày thấy không? Đây tàn nhang nè, đây mặt thật nè. Thật đây đây không có áp nha. Đó, xô qua tới đây là hết áp rồi, mất áp rồi nè. Nè. Nè, được coi mà. Mấy chị thấy tàn nhang của em không? Mụn của em không? Vậy là em tự đó, bây giờ ra đây nó áp nè, vô đây mất áp nè mấy chị đó, thấy chưa? Đó không có đẹp như mọi người nghĩ đâu, đừng suy nghĩ mỹ phẩm sẽ làm mình đẹp nha mọi người, nó chỉ đẹp hơn mình ngày xưa thôi, không đẹp, nó hợp hợp lắm rồi đó mấy chị đó. Rất là tự hào, gọi là dù xấu cách mấy cũng rất là tự tin để quảng cáo cho khách hàng, bởi vì mình biết là mình đã làm thay đổi bản thân mình nó nhiều đến như thế nào bằng một chai xăm đất. Em hứa mấy chị luôn, ban ngày không có dùng kem ngày, mấy chị em làm biếng đó mấy chị, không biết làm sao nữa, em phải xuyên, phải da em đẹp hơn để em bán mỹ phẩm nhiều hơn quá. Nó xấu vậy đó vẫn bán được, có nghĩa là em muốn mọi người ai mà suy nghĩ thần sản phẩm mỹ phẩm là thần thánh thì em không bán đâu, không bán, mất công về mọi người nói rồi xài nó không hết này kia nọ, nó bớt thôi nó không hết, không có hết luôn nha bà con mình nha. Trầu ô đây mọi người thấy không, đây đây trầu ô hồi xưa nó đậm mà bây giờ mọi người nè, đây em dùng đang dùng iPhone line nó rõ dữ đó. Mấy chị thấy không, tàn nhang nè, nè đây là một ruồi của Thảo nè, còn cái là tàn nhang bây giờ em căng ra mọi người mới thấy, còn hồi xưa nó đậm lè ở khu này mấy chị, nó là một bề ở đây nè mọi người, kinh khủng lắm. Là mình xinh hơn, chính xác, đẹp hơn trước thôi, không nên đồ hả? Em mua dây nịt đẹp lắm, em nhận lời, cảm ơn chị Thủy Trần. Mới vào chị không nghe chương trình hả? Không dám đọc chị. Đang bệnh viện Vũng Tàu nè. Đi chơi đâu vậy chị? Vậy đang Vũng Tàu nè. Với nhà xâm đất. Rồi muốn thể thăm cho chị Liên Trần nè ha. À, của sau lai like đâu vậy hả? Mấy gì? Đang ở bên bên bệnh viện Vũng Tàu mọi người ơi. Cà phê nó bị cái gì? Cà phê nó bị sốt từ sáng tới giờ, nó có xuống đâu. Ông Hà ông nói sáng đi khám rồi bác sĩ kêu là cái gì đợi sốt sốt 2-3 ngày rồi mới đi xét nghiệm máu, mới sốt có ngày họ không chịu xét nghiệm mà nó sốt gì đâu mà 4-5 40 độ 40 độ không à, nãy vô chổng người ta cho yếu uống một cái thuốc gì đó, uống một viên xuống luôn được 38 độ em mới ra đây á, còn bây giờ đợi kết quả xét nghiệm máu tới 2 tiếng rồi, chắc gần 2 tiếng mới có, nên em ra đây với họ không cho ngồi trong đó đông, trong có 2 người à, 1-2 người thôi, 1 người thôi, ai bị nặng thì cho 2 chứ đông quá mấy chị đó. Em đang ở trời ơi, bốp vô bệnh viện Bà Rịa còn đông ác nữa mọi người. Còn em là tín đồ trung thành của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch với bệnh viện Đại học Thành phố Hồ Chí Minh á, bệnh viện Đại học Y Dược á, cứ nửa đêm là vô đó cấp cứu nửa đêm vô cấp cứu riết rồi từng phòng mới chụp hình chỗ nào em biết hết luôn mọi người, em đi trong đó riết em quen luôn á, cứ nhức đầu mà uống thuốc không hạ được là nó giật ngừ là phải chở vô trong đó rồi đó, mà ở Sài Gòn á cứ tháng đi bệnh viện lần cấp cứu chơi vậy vô chổng rồi. Rồi giờ vô thậm chí bác sĩ cho em nhớ mặt luôn á, bệnh viện đại học Phạm Ngọc Thạch với đại học Y Dược á hay vô trong đó lắm luôn á, giờ thì bớt rồi, đỡ đỡ rồi, từ hồi em ngủ được em uống Savarong em ngủ được, cái bữa bữa giờ em mất ngủ lại nè. Ờ mà sao em đang đánh son số 2, nãy em đi em đánh son số 2, bé mình 2 mửa tồi sốt nha, nó rên nó mệt, đọc lại tan mỡ một lần em, mấy chị ơi ai biết chương trình tan mỡ nói cho mấy chị đi mấy chị. Ờ, tranh thủ quá chờ kết quả vậy. À, xích mặt rất im á, à, đúng rồi đúng rồi đúng rồi chị Bích Thủy Lê,
Hôm nay có rất là nhiều khách. Hôm nay có rất là nhiều khách. Hôm nay có, trời ơi, sáng nay mấy chị em không biết chị Hồng có coi live hồi nãy chị Hồng gọi điện lên sửa rửa mặt. Rồi ok, Đoan Nhi luôn, chơi luôn. Hồi nãy chị Hồng gần nhà em Thảo điện điện cho Thảo mà em hồi hộp, em đang ngồi em đo nhiệt độ cho nó mà em hồi hộp chị. Không biết chị có coi không, em nói thiệt. Thà mấy chị ở đâu đâu đó, ở tỉnh, các tỉnh mấy chị mà xài nám của em không hết, không sao. Ở thành phố mấy chị, ý lộn, ở gần nhà em mà ai mà bị mà em chị không hết là em ngại cứng ngừ. Em hồi hộp mà mấy chị biết sao không? Do chị Hồng là sử dụng kem hà nên Thảo có từ chối điều trị. Thảo nói là không, mà dùng từ điều trị là không, là sai. Thảo có nói là em không dám bán kem cho chị, tại vì chị đã sử dụng một cái loại kem mà đối với Thảo là không không tốt, nên Thảo sợ. Khi mà đã sử dụng những cái dòng kem mà nguy hiểm như vậy rồi mấy chị, những cái dòng kem mà đó có một cái tính chất gọi là, em theo em là dùng từ không an toàn á, thì em mới nói là thôi em không dám đâu chị ơi, tại vì em nhìn da là em rất là sợ. Mà em biết rồi, thằng xa lạ thì em sẽ cho điều trị xâm đất trước, còn cái người gần nhà em thì em muốn làm cho tiết kiệm thật sự luôn. Em mới suy nghĩ, em nói thôi bây giờ hả, mà đã sử dụng kem đó mà quất kem nám vô á, thì cái hiệu quả của kem nám nó có 30-40% thôi, mà nó thậm chí nó không có nổi tác dụng luôn, là vì da của mấy chị nó yếu rồi, nó đã yếu rồi, nó không có khả năng hấp thụ. Em đã từ chối, em từ chối thẳng. Chắc ở đây chị Hồng có coi, chị sẽ biết hiểu lý do vì sao Thảo từ chối chị. Em có nói thẳng là em sẽ không dám bán, nhưng mà thôi chị nói thôi đi, cứ đưa cho chị xài đi không sao. Em mới nói dù không sao nhưng em cũng ngại, thậm chí em đưa em lấy tiền luôn, bà ép em lấy tiền, em cũng lấy tiền, nói thôi xài đi bớt thì lấy, không bớt thôi đó. Thì em mới nói là nguyên nhân không phải là vì em không dám bán cho chị, mà nguyên nhân là vì chị đã xài cái đó trước rồi, bây giờ chị xài qua cái này khả năng ăn của nó là không có, khả năng ăn kem của nó không có, tại vì da của chị nó xuống. Thì chị mới nói thôi đưa đại thì em cũng đưa. Trời ơi, điện lên hỏi giờ chị xài B5 mà xài gì, nói ủa nhưng mà da chị xài cao nám bớt không, trời ơi nay bớt trời. Nó nhẹ cái bụng chị, nó nhẹ thiệt sự luôn, mừng đó, thiệt á. Tại vì mấy cái ca nặng á, thì rất là sợ. Nó đỡ rồi chị, nãy nó uống một viên đó nó xuống còn 38 mới ra đây nè. Giá gốc tăng mở là 300.000, hồi xưa giờ 2 năm nay rồi chưa. Để em lên cái B5 cho mọi người coi ha. Để em lên cái B5 cho bà con mình coi nè mấy chị, nếu không cho kiểm hàng ngồi đọc vậy tin nhắn đó mấy chị thấy không nè, ngồi vậy tin nhắn nó tới liên tục à, nhưng mà em không có đọc nè, thấy ghê mấy chị nè. Nếu không cho kiểm hàng, không phải hàng của chị chốt thì sao? Thì em, mấy chị ơi, cái bộ mặt của em nó chỉ có giá trị có nhiêu đó hả mấy chị? Mấy chị chốt A em gửi B cho mấy chị nè mấy chị ha. Đây, một cái sản phẩm, cái này vừa dưỡng da nha mấy chị nha. Đây, đây là mấy chị, vừa dưỡng da cho mấy chị ha. Em quay hết tất cả các góc cho mấy chị coi. Đây mấy chị ơi, khó coi. Cái hũ này là hũ nó dục ở trong hàng mẫu của em nên nó te tua. Đó là cái hũ B5, nó vừa phục hồi da, làm trắng da, và đặc biệt là nó là dòng ức chế nám. Mấy chị ở độ tuổi mấy chị có thể sử dụng xong một hũ kem đêm rồi mấy chị sang hũ B5. Hũ B5 xài cực kỳ đẹp da luôn, và đặc biệt nó rất có mùi thơm mấy chị ha. Cà phê bao nhiêu vậy chị? Cà phê bao nhiêu vậy chị? Cà phê gì? Cà phê gì mới được? Đừng hỏi tôi cà phê bao nhiêu tuổi nha. Hàng cà phê bao nhiêu tuổi quánh á. Đang xài nám bớt nhiều lắm, Thảo vui vui đúng không chị? Bán hũ kem mấy chị không cần biết là 500-700, 1 triệu em không cần biết, nhưng mấy chị biết không, cái hũ kem á mà nó thuộc hàng công ty giống mấy chị, nó không có như mấy chị suy nghĩ đâu, nó phải đúng cách của nó mới bớt được mọi người. B5 là 590, đúng rồi chị. Mà không biết có lì không nữa chị, nhìn thấy không, nó không có khô da đâu mọi người, nó không có khô môi, môi lúc nào nó căng vậy đó, nghĩa là nó mịn á, nó mịn cái môi của mình á. À, chị cho, trời quá trời, chị Ngọc Anh còn ghi ra vậy nữa. Ok chị Trần Tiền thơm lắm đó. À, cà phê nguyên chất nói ngon. Cà phê đó là của chị Mỹ Linh, chị Mỹ Linh chỉ rang, giá là 75.000 một túi. Đâu rồi, tính nói gì nữa, B5 là 590. Mấy chị sử dụng B5 cũng giống như trang như kem đêm á,
B5 thôi cho 20% luôn đi nha. B5 cho 20% thôi, giờ mỹ phẩm 20%, nó muốn lấy chi lấy đi mấy má ơi. À, chị xài được B5 được 2 ngày. B5 là dòng ức chế nám nha mấy chị nha. Thứ nhất là ức chế nám. Nếu mấy chị chưa bị nám, mấy chị có sử dụng B5 để dưỡng đâu sao đâu. Xong mấy chị chen kem tiêm vô, chen xăm đất vô, cứ chạy. Ví dụ như da của mấy chị nó đã cải thiện được rồi, cái mấy chị chen một chai xăm đất vô, chen một hũ B5 vô, chen một hũ kem tiêm vô. Vậy đó mấy chị xài kem nó cũng không có đơn như mấy chị suy nghĩ là bị gì sử dụng cái đó. Ví dụ như có những người người ta không có vậy, như không có mụn, nhưng mà mấy chị cứ sử dụng xăm đất cho em đi, nó đào thải độc tố ra, da của mấy chị nó sạch nó khỏe. Có mấy người xài xong bị nổi mụn sợ bỏ, trời ơi bây giờ da đẹp rồi mới bắt đầu mới cho kỹ son số 1 hả? Em nhận tạm nha chị, biết lúc kỳ số 1 số 2. Em nói cái son đó là em nó đặt nó order bên Hàn Quốc về, nên thành ra lúc có lúc không, nửa năm có một lần vậy đó mấy chị, bao giờ nó có liên tục ấy. Sau khi khờ cao nám thì đúng rồi, sau khi khờ bên nám nên xài B5 mấy chị, nổi gân máu được chứ. B5 là dòng ức chế nám, là dòng gọi là phục hồi mà, nó dành cho những làn da mới tái tạo xong mà bị yếu da là xài nó đó. Nếu mà da mấy chị bị yếu, da mấy chị bị dạng giống như là bị tổn thương á, là mấy chị xài nó trước, rồi mấy chị mới, thậm chí á, do đối với những người da quá yếu không xài được cao nám trước thì cũng có thể xài B5 để dưỡng trước nữa đó chị. Cà phê cho chị Hương mùa thu nè, xăm xăm đất rồi, ủa dung dung ngô bấm vô luôn rồi, dung ngô bị thâm gần mắt xài hiệu quả, bị thâm nám gần đó. Đây, bây, á, em tắt á, đây, 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 đây là da 100 nè, mấy chị thấy mụn da của em không? Đây, 100% là da thật, mấy chị đang nhìn thấy da thật của tế. Đây, mấy chị mất áp nè, để tể gần quá thì nó sẽ biến mất áp, nó không còn áp nữa em. Đây, mọi người nhìn thấy không? Đây, nè, họ cử là một, ở đây mọi người, ở đây nè. Em là bị hai bên má, bị nhiều lắm, bị bẩm sinh mà, bị từ nhỏ lớn mà. Nên mấy chị thấy khủng khiếp lắm, rồi mấy chị thấy em xài có một hũ cơm nám thôi đó mà nó giảm như vậy đó mấy chị. Rồi xăm đất cho chị Ngân Linh nè, ok chị nha. Sạm đốm da chị máu sạm đốm nâu, chị máu trút mắt là mấy chị nên sử dụng xăm đất trước cái đã đi, sử dụng kem ngày xăm đất trước đi rồi hãy băng qua kem nám, đừng mua kem nám. Còn đối với những người mà da bị nổi chị máu thì nên gọi cho em đi, đừng có hỏi trên live mấy chị, khó khó lắm, tại vì em phải hỏi nguyên nguyên nhân dẫn tới tình trạng đó hay là nguyên nhân từ gọi là bẩm sinh. Mơ nè hả mấy chị, không không có bị vón cục này kia nọ. Xài xăm đất mụn lên mà khô còi mụn lại đụng vô nó lên liền luôn, thấy đã lắm, da em dầu mà nó đỡ dầu luôn. Ôi cảm ơn chị Xuân Lê. Hũ B5 là cho chị Hoa Nguyễn, ok chị ha. Xăm đất cho Ngân Đinh. Còn quần 20565 không? Dạ còn. Mấy cái quần đó mấy chị đặt thì ở bên kho người ta may cho em vậy đó mấy chị. Rồi B5 cho chị Thúy Đoàn nữa, ok chị. Em đang không đọc bình luận của được của mọi người nè. Từ từ mọi người. Đợi ghê, em để coi cái điện thoại này em có cho mọi người coi được cái quần 1056 của Thảo hay không. Đợi em xíu, mọi người có coi được cái quần 1062 không? Cái quần 1062 khách em mê lắm mấy chị ơi, em đăng hình thôi mà người ta hỏi Thảo quá trời. Đợi em xíu nha, em lên quần 1206 nha. Đợi có một số chị ở không nhà không thấy em Thảo like. Không có tiêu. Chưa ở đây. Nhà vậy mà. Đây đây mọi người, cái quần 1062 nó đẹp lắm á bà con mình. Mọi người nhìn thấy được không ta? Ồ quên, phải nhấp vô cái hình rồi mới zoom nó ra được này, mọi người thấy không? Quần hai nút nè. Ồ nó đẹp lắm nha mọi người. Cái cạp của nó nè, mọi nhìn kỹ ngay chỗ đây nè mọi người. Đây. Đây là hình thật của cái hàng đó mọi chị. Đây đây đây. Người nhìn thấy không? Cái điện thoại của em nó hơi cùi mí tí xíu. Này điện thoại dùng để bấm đơn nó hơi xấu xấu xíu, thông cảm. Đây mọi người nhìn hình đây nè, mọi người ở ngoài nó còn đẹp hơn á mọi người. Đây đây 1062 đặt đi rồi mai nhân viên em gọi chốt đơn cho nè. Hai nút nè, giải nè, giải tiết mưa có 145.000 á mấy chị, có 145.000 á, 145.000. Không có làm mấy chị thất vọng. Quần tây nha, em có bao giờ làm mấy chị thất vọng không chưa? Ok Thúy Đoàn luôn ha. Xăm đất rồi rồi chị Dung Ngô nè, xe kem đêm luôn đi, rồi mấy bà muốn lấy chi mấy bà lấy luôn đi nha. Gọi điện giùm em chị Hiếu Nguyễn ơi. Ok chị Tùng Euro, sao cho em biết chị xài loại nào, mấy chị muốn hỏi em da mấy chị xài loại nào, mấy chị phải inbox cho em coi da chứ mấy chị. Rầu Âu đang ở một nơi rất lạnh lẽo, đang ở bệnh viện chưa, cho chị Hoa Nguyễn. Ủa ống ngực 66 loại nào, quần cho Ngọc Tiền. Mấy chị cứ ghi cái quần ra rồi ngày mai mấy bạn tự gọi điện cho mấy chị hỏi mấy chị sai. Ngày mai mấy bạn chưa kịp gọi mấy chị gọi tới cũng được nữa. Dạ giờ để chung đơn thì mấy chị được miễn ship, chứ mấy chị mai gọi điện mấy chị không được miễn. Tại vì chung đơn quần mỹ phẩm này, quên nữa, chung đơn mỹ phẩm á
thì mấy chị được miễn ship, hoặc là chung đơn với cái quần rinh là mấy chị được cái gì đó, cái ship 19.000 nó gì đó. Rồi cho Thanh Lê, quần 1062 là quần công sở. Ê mấy chị, em mặc cái quần này mấy chị có chửi em không? Em quay cho mấy chị coi nè. Mấy chị biết cái quần lính này em bán cách đây bao nhiêu năm chưa mọi người? Đó đây bà chủ shop đi đâu mặc cái gì nè mấy chị. Trời đất ơi là trời, đây bà chủ shop này mặc cái quần cách đây không biết mấy năm mà nói luôn, cái quần lính đó mọi người. Đó, đồ của nhà em được cái mẫu mã nó không có gọi là đến nỗi là quá cầu kỳ, nhưng cái quần đáng đồng tiền. Em đem cho chị Thanh. Sao cái gì nay không lên đầm dạ không chị ơi? Chị mới vào hôm nay sale cái gì hả? Không, hôm nay chỉ ưu tiên cho ai mà không đủ đơn thôi, chứ không có muốn sale cái gì hết trơn. Chưa đi đâu lấy cái gì quên rồi, chương trình hồi trưa nha, chương trình hồi trưa rất là lớn luôn. Quần 1062 cho chị Phong Lan nè. Quần 1062 á là có cả size nhỏ đó, có cả size 26-27 đó mọi người. B5 cho Kim Trang nè, ok. Chưa để em coi cái sữa rửa mặt mấy đứa nó có để đủ cái sản phẩm vô trong đây không. Ok, tắm trắng nè. Đây là cái combo em nói là em bán chưa bao giờ chương trình lớn như vậy. Quần gì quan trọng là thoải mái. Em mặc lâu lắm rồi á, đi đâu em xách theo. Em có cái này là quần dài á, chứ không có cái nào quần dài hết trơn á, chứ đừng cái quần rinh. Trời ơi, coi tóc con của em nó mọc nè mấy chị, thấy ghê không? Em xài cái dầu gội nấm á, chị nấm mà tóc con nó mọc cái gốm đi hào cửa đâu đến nỗi đâu, nay nó mọc quá trời mọc luôn đi. Ok chị Ngọc Quy nè, ok Ngọc Thanh, cứ ghi quần 1062 đi. Xăm đất là 6.5 chị, xăm đất là dòng mắt bên em mà, xăm đất nè. Nói chung kem bên em không có dòng nào rẻ hết trơn. Chai sữa rửa mặt dở lắm, cho 40 là mua được, rồi 30 cũng mua được, thậm chí có nơi bán 20-30 là có chai sữa rửa mặt rồi. Là chai sữa rửa mặt em 230. Nhưng mà mấy chị thấy không, bây giờ cái giá trị đồng tiền đúng, nhưng mà mình dễ làm hơn hồi xưa. Mà bây giờ người ta sẽ nghĩ tới những sản phẩm tốt nhiều hơn. Bây giờ có rẻ hay chắc nữa không? Thật sự rẻ rồi mấy chị, rẻ hay không không quan trọng bằng nó hợp hay không mấy chị. Em không nói rẻ là không tốt nha, có nhiều cái nó rẻ nhưng nó rất là tốt. Có nhiều cái nó rẻ mà hợp với mình nó vẫn đẹp và nó vẫn tốt. Rồi em đọc cái combo thần thánh này cá nhân mấy chị, để em tí em ngồi ở đây một tí nó hết bình luôn á. Em xài đang xài máy lạnh đó mọi người, quá trời quá đất. Thì sao em điện cho bố nó đây, cái điện thoại của em xách đầu em like cho mấy chị mất tiêu rồi. Mai mốt chắc gì em thành tội nhân thiên cổ đâu mà lái trơn á, khổ tâm ghê. Đây mọi người, tôi đọc chương trình một lần rồi tôi thôi nha, không có kêu tôi đọc tan mỡ nữa, quánh à. Em đi với B5 chị bỏ lọc em, chị nên hủy một thứ đi. Chị bỏ lọc nên hủy một thứ, một là xài B5, hai là xài kem đêm, hai kem đó xài chung chi bà già. Xài kem năm B5 thì khỏi xài kem đêm, mà xài kem đêm thì khỏi xài B5. Mẹ em khuyên đến xài B5 trước rồi xài kem đêm sau. Thì đó, mua chi hai hũ rồi để đó, làm gì. Ok chị Hồng Anh luôn nha, hai kiếp em đánh răng. Ok chị Vy Lucky, ống ngực á, ống ngực vợ nuốt cỡ áo ra rồi cho coi cái này, rồi lấy mẫu mà like. Chứ mẫu ở đâu ra like. Thôi em suy nghĩ ghê quá không. Thôi im đi, không hỏi nữa, tới trả lời bậy đó, đang quán á. Má ơi là má. Một chai sữa rửa mặt 230 em miễn ship full đơn hàng luôn. Hồi chuyện qua nay ai mua quần áo, hồi nào hồi trưa em có like dành 15 phút đặc biệt cho nó. Thì thôi bây giờ thêm 5 phút đặc biệt cho nó nữa đi rồi ngưng luôn hen. Chắc chương trình này thì hồi xưa giờ 2 năm bán mỹ phẩm rồi cũng chưa bao giờ có chương trình nó như thế này. Nói thật là hôm nay cũng hơi tiếc là công ty em có một cái chương trình khuyến mãi lớn, có kèm quà tặng, làm ăn quà tặng cho mấy chị á, nhưng mà thật sự là mấy hôm nay em đang kẹt tiền nên em cũng không có nhập. Thì em có nhập duy nhất 200 chai sữa rửa mặt nên hôm nay em mới chạy sữa rửa mặt cho mấy chị á. Rồi chứ lấy chi gì hai ba hũ kem về để đó làm gì bà. Rồi bây giờ vậy em xóa cái kem tim cho nha, giờ em đang rảnh nè, em xóa được nè. Còn tí không biết sao tắt xe hơi rồi nãy em đâu dám lên đây em bật đâu, mấy chị cũng nói tôi mà bật chiếc xe hơi xong chiếc xe nó tự chạy rồi tôi không biết làm sao rồi, còn bị ám ảnh đó. Hồi đó em có bầu một lần thông nó lái xe sao mà tự nhiên nó bước xuống xe rồi xe vẫn chạy, em đang ngồi trên xe mà trước mặt của em là ngã ba. Và một lần nữa là ngày hôm bữa xuống Trà Vinh tự nhiên cái ông Hào ổng bật cần số kiểu gì không biết nữa, mà cái cửa nó mở, em mới chạy lại em đóng cái cửa, em chạy lại em đóng cái cửa thì em bật trúng cái nút gì nó tự chạy mọi người, trong khi không có người lái. Trời ơi má ơi, hồn vía lên mây mọi người. Rồi ok chị Du Minh,
dầu dầu gội rau má không đau, xài ok lắm, dầu ok chị. Dầu gội rau má là dầu gội hàng mà nó chai màu xanh, dầu gội đó là phiên bản, nó sẽ ít ra hơn và ít lấy được hàng hơn. Mấy chị có lấy thì để em báo với mấy bạn, phải canh, phải săn sale nữa. Ok chị Dung Ngô luôn nha. Rồi em đọc chương trình sữa rửa mặt cái em nghỉ nha mấy chị, để em chạy vô chắc xét nghiệm lúc 8 giờ, giờ chắc cần có kết quả rồi. Rồi hôm nay em xong em về, hy vọng mà đi về nhà. Một chai sữa rửa mặt 230 miễn ship cả đơn hàng, nhưng có 230 đúng không? Miễn ship là tính ra nha, em ví dụ em tính là 200 đúng không? Em ví dụ nha. Sau đó mấy chị sẽ được tặng một chai mặt nạ ngủ hoặc là một tấm trắng, được chọn một trong hai. À, bị hả? Chị cũng bị rồi, chị còn trong xe mà chạy. Trời ơi, hai lần trong đời em có cảm giác đó, em sợ quá chị ơi. À, cái gì chị cũng xài gội nắm tóc. Ồ, đúng rồi chị, sao cái gội nắm nó lại ra nhiều tóc người ta, em không hiểu luôn á. Chắc nó làm cho khỏe cái da đầu mình, nên nó chăm sóc được cái phần da đầu mình tốt á, chân tóc, cái chân tóc của mình nó tốt hay sao mấy chị. Mà rủ tóc con em nó mọc quốm em, mấy chị thấy dạo này em còn mua cái cài em cài này, mấy chị thấy ghê không? Rồi mọc tóc con nè, hay là cái đợt Covid em rụng tóc rồi xong giờ mọc lại em cũng không biết nữa nè, quá trời luôn á. Em không thể nào em này, em cột tóc cao nè, em cột ở đây em chùm này, xuống đây em cột nè mấy chị, em cột hai chùm tóc luôn á, em cột hai cọng thun, một cọng ở đây một cọng ở dưới cho nó được nè, mấy nó sụ xuống rồi, nó nhiều quá rồi. Nhiều tóc con này ghê không mấy chị, giờ nhịn này, bởi vì em lau quần áo xong tí xíu là đầu em thấy quá mày. Sữa rửa mặt chọn quà đi chị ơi nha. Chị Thảo ơi, mai lấy đồ em mua rồi chị cho em đổi áo ngực size lớn được không? À, chị Xuân Phú, chị ơi chị này, chị inbox vô trang fanpage giùm em coi mấy bạn có giao hàng lộn cho chị không nha. Sữa rửa mặt cho chị Diệu, Diệu Lê nè mấy chị. À, sữa tắm Hàn Quốc kho hết rồi, chị bị lúc kia lấy không được, mấy bạn lấy không được. À, em anh Hào nó có những sản phẩm bây giờ giống như kiểu sale mà họ hình như là lúc trước là do kiểu mà họ hay có chương trình này, kiểu dịch tả chương trình dạo này mấy chị du lịch phát triển hay sao, họ không có chương trình hay sao mà bé nó không có đưa hàng. Nó bình thường mà nếu mà có giá đẹp là nó hay nhắn nó xuống là chị ơi bữa nay em lấy được hàng giá này giống như son mấy chị, nó rất thường xuyên lắm. Dạo này cái không có hàng, bữa em điện lên có một đợt là nó được mấy chục cái số 3, rồi nó kêu là bây giờ em cũng chưa biết khi nào mà để đợi website nó báo xuống khi nào có sao số 4 mới báo, không biết sao mà hàng nó bị hút vậy nữa. Dầu gội nắm không biết còn không. Ok chị Dung Ngô lấy mặt nạ nha. Ok Diệu Lê là lấy tấm trắng rồi, tấm trắng thì Thu Nguyễn nói mấy chị cái này không sale không đã nhiêu tiền rồi, đã 100.000 rồi, thì cái này nãy ra tính 200 gì trừ á, này cái này rút cuộc cũng có 100.000 chai đó. À, cho chị hai tiếp em đăng. Ok chị Nguyên Kim ha, đâu rồi, cái gì cho chị Nguyên Kim. Ok chị Trần Hân là chọn cái nạ ngủ ha chị ha. Chị Phương Hạnh, nạ ngủ khi có đủ son số 1 hoàng tam thì phải gửi luôn được không? Thì em gửi nha, nhưng mà son số 1 khả năng là em gạch của chị 90% nha, tại vì không có hàng đâu chị. Báo bé báo chị báo là có số 3 thôi, số 1 số 2 để em ráng em lục, nếu không có thì em sẽ gạch đi ha chị ha. À, ok chị Kiều luôn. Ok chị Thanh Xuân nha. Bởi vậy em mới nói là tại sao em không chạy chương trình này bao giờ á, mà do là tháng trước em bị lố một lần 20% rồi, nên em không có chạy chương trình cho mấy chị được nữa. À, sử dụng dầu gội dưỡng tóc. Ê, không, cái dầu gội kia nó không có ghi tác dụng là mọc tóc nha mọi người. Em chỉ gội rồi em thấy nó mọc quá trời thôi, chứ em cũng không biết có phải không nguyên nhân. Có nghĩa là có thể là cái da đầu của mình nó khỏe, nó cái lỗ này, cái chân tóc của mình nó khỏe hay sao mấy chị, nó mọc hay sao cũng không hiểu được. Tự nhiên từ lúc xài giờ da nó ra quá trời quá đất này, lừ cái đầu luôn, như con khùng luôn á. Rồi cho chị Nguyễn Võ nè. Ok chị Năm tiếp em đang trắng nè Nguyễn Võ. Quần áo tối nay mai em lên cho nha, trưa không biết có lên hay không, có khả năng tối mấy chị. Về hàng quá chị Nguyễn Võ ơi, em nhận tạm nha, không biết còn không nữa. Rồi cho chị Nguyễn Tìm, chắc ở dưới shop còn 5 bể chai dưới shop á mọi người. Chị Nguyễn Tìm là sữa rửa mặt chọn mặt nạ ngủ, nó nạ ngủ cũng nhiêu tiền rồi. Cái gì nếu báo hết rồi, ok chị Phương Hạnh luôn. Rồi ok chị Thanh Xuân là thêm sữa rửa mặt tặng tấm trắng luôn nha. Cái chương trình này của em tự làm cho mấy chị chứ không có cho ai mà dám làm đâu mấy chị, tại vì nếu không em trừ tiền cho mấy chị nó dễ hơn. Còn cái này là em sẽ lấy cái tiền vốn của em ra, tại cái này là em nhập riêng được nè mọi người, cái này là sản phẩm em đăng ký với cái tên của em rồi, nên em muốn bán cho mấy chị nhiều là quyền của em, nó dễ hơn nè. Tên của em nè ha, sao mà cam nó yếu vậy. Ok sữa rửa mặt tặng tặng tấm trắng nha, chị Hiếu là chọn tấm trắng nè, chị Xuân là chọn tấm trắng nha. Còn cái này đó mấy chị mua về quăng tủ lạnh nhớ nha, ba 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 cứ tuần một tuần ba lần đều đặn giùm em.
B5 nó như kem nám hay như kem ngày? Thơm hơn kem ngày chị. Chị Hoa Võ chọn quà gì dạ, ghi vô luôn đi chị. Ví dụ như là sữa rửa mặt tấm trắng như vậy đó chị, hoặc là sữa rửa mặt bằng tấm trắng. Rồi em tắt nha mấy chị nha. Rồi mấy chị ai lấy chương trình này nữa báo em cái luôn nha. Nhờ dụ chắc em nghĩ vậy, em cũng tại vì từ bữa giờ em toàn gọi nắm không mà. Em mấy chị em cũng tốt lành gì đâu mấy chị. Tại vì mấy chai đó nó bị xì. Nhiều khi hàng nó về nó xì nhiều nhân viên em đẩy không cho em xài hết trơn. Em xài đồ xì không à mấy má ơi. Ý tôi hỏi chất kem thơm hơn kem ngày, kem B5 thơm hơn kem ngày. Ok chị Hoa, chị Hoa Võ nè. Sữa rửa mặt ok chị Kim Huệ nha. Cái chai nào xì đưa em, chai nào xì đưa em hết trời, trong nhà vệ sinh em giờ có bãi bãi 49 thứ xì. Em xài đồ xì không, em xài đồ không tốn tiền mọi người. Bơm về rồi cái thùng nó te tua đó, rồi nó dụ như nó bị bật nắp hay là nó bị ép gì 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 đó, thì tớ lấy đưa hết trơn à. Rồi hủ hoa. Trời ơi là trời. Ok chị Vi Rocky chị Hương Trần. B5 em lấy đại 5 20%, nhưng em cũng không cần quảng cáo lắm mấy chị. Nó đặc hay lỏng, trời ơi, nó là kem chứ không phải là lotion hay là dạng 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 dung dịch, dạng serum phải. Rồi cho chị Liên Thanh nha, nhận tạm nha, em coi dưới shop còn không, tôi kiếm nó đỡ tế điện thoại mỏi tay quá. Đây là B5 nè mấy chị, em cũng mấy hũ B5 mà em xài làm gì không biết, kem ngày cũng không chịu xài nó xài gì mấy má không. Rồi ok chị Thanh Trúc nè, tôi lấy hũ B5 cho mấy chị coi. B5 là cái sản phẩm mới, em thì người chưa test nên ít khi nào em quảng cáo. Em cho mấy chị kia test xong giờ người ta mới ấy á. Ok chị Vlucky, ok chị Thanh Lê, ok chị Soberly. Nè mấy chị đây là B5 nè. Em cái trăm hộp B5 nó sang thiệt, sang bà cố luôn á. Hộp B5 nó sang nhất trong tất cả các hộp kem đó mọi người nha. B5 nó em thấy là cái kem nó thơm lắm mọi người. Thiệt á, kem B5 là thơm nứt thành đổ dách luôn á. Ôi em tha anh tí người ta vô người ta nói em xí sợ. Nó thơm mà nó dễ thẩm thấu hơn cả kem điêu nữa. Mấy chị tha vô nó thấm mất tiêu vô hà, nó không có như kem ngày gì luôn á nha. Tại vì kem điêu nó xài vào ban đêm nên cái độ thẩm thấu là cái quan trọng nhất. Mấy chị xài kem á, sợ nhất là khi mình xài kem rồi cái mặt của mình nó giống như kiểu mà ma trơ đúng không mấy chị, nó trắng trắng đúng không. Còn cái này mấy chị xài mấy chị không biết xài kem nên vô một cái là rồi khô queo luôn rồi đó. Nó là không, nó là dạng lotion đó, nó không phải là dạng dung dịch đó mấy chị ha. Serum á, nó không phải là serum nông an, nó là dạng lotion đó, sao dạng kem đó. Em cũng không biết nói sao nữa mấy chị, nó phải đã hơn cái kem điên của mình, nó phải đã hơn kem điên của mình nhiều, nó thơm hơn cả kem điên của mình. Nó là dòng dòng dưỡng mà, dòng dưỡng thì nó phải thơm chứ mấy chị. Chỉ có cái thằng nám á nó mới ấy thôi, thằng nám với thằng xăm đất á thì nó có cái mùi khó chịu. Nó kiểu như kem ngày không, kem ngày nó phải khác kem đêm chứ chị. Kem ngày nó có thành phần make up nên khi chị xài lúc nào mấy chị biết, mình nhìn vô là chắc chắn biết có xài kem đúng, mình sẽ nhìn mình trắng hơn. Còn cái kem đêm nó tính chất nó khác, ban đêm ai nhìn, chồng nhìn mà tắt đèn rồi lấy gì mà nhìn. Nên make up làm gì, để cho nó thẩm thấu vô da, nuôi da chứ make up làm gì mấy bà. Kem ngày là kem chống nắng rồi, để cho nó nằm trên mặt, nó chống nắng cho mình chứ, cả là tiêu bê mấy chị chứ. Còn kem đêm nữa nhìn nó thẩm thấu vô da trước rồi đã nè, khô queo khô quát rồi đó. Đó nó vậy đấy không, nó không thấy được là mình xài kem, không biết được mình xài kem, nó thẩm thấu hết vô da của mình. Nó là dạng giống như em dùng từ sao ta, nó cũng giống như serum vậy, tha lên là nó khô, nhưng nó không phải serum nha mọi người, không phải serum. Ừ, nó kiểu kem ngày là nó thẩm thấu không nhớ, kem ngày không phải thẩm thấu, kem ngày nói thẩm thấu là sai. Ok chị Liên Trần à, bà test đi rồi bác không. Ồ mà em xài đi, ai mà kêu em xài B5 hết trơn à, quá trời. Dạo này em làm biết xài kem quá rồi, từ hồi mà em bớt cái nám, em xài nám xong em bớt, tự nhiên giờ em kiểu mấy sao mấy chị, em dùng từ vậy mấy chị thấy em nói đúng không, em tự tin á. Em cứ nói kệ bà nó, mày khi nào mà mày trồi thêm mày đậm lên cái tao bút khủ nám cái mày mày bớt đi, em cứ suy nghĩ đó mấy chị. Rồi từ hồi mà em giảm được cái tàn nhang, cái tự nhiên mấy chị nhớ cái đợt em đi Đà Lạt mà em có một cái vết thương rất là đậm ở đây không mọi người, cực kỳ luôn. Hồi đó là em sắn cái tay, em thay đồ em sắn cái tay xuống vậy nè, và em bị chạy một vết mà nó thâm đen ở đây mọi người, thâm luôn ấy.
mà mọi người thấy em xài có 2 tuần là cái bếp thăm nó gần như biến mất, giờ không còn bếp thăm nữa, nó chỉ còn một nè tàn nhang nè đó, mấy chị thấy không? Bây giờ em dùng cái camera của cái, tại vì cái iPhone đó, cái camera của nó rất là sáng luôn này. Mọi người thấy đây là những cái bếp thăm nhang mà nó đã mờ lắm rồi đó mấy chị, nó mờ cực kỳ mờ rồi á. Bây giờ chị còn nó, em chỉ cho mọi người coi nó, là chỉ còn cái đó thôi á. Hồi lúc trước nó đậm như một ruồi vậy đó, mà nó là một bệnh mà nó đậm kinh khủng. Giờ em ý y á, em nghĩ là ồ mày, mày cứ đi nắng thoải mái đi, mai mốt bị lại cái tao lấy cái kia tao đắp vô cái hết. Vì vậy cái em là biến từ lúc đó, từ lúc mà em thảo xài cam nám mà hết tới bây giờ em không xài cam ngày nữa mấy chị. Mấy chị thấy em đó, đúng là cái con người kiểu như tự tin ồ kệ nó luôn á mấy chị. B5 là xài buổi tối đúng rồi. Em kiểu ỷ y á, không ỷ y mấy chị. Em biết là tao có giống như nhức đầu là có Panadol để sẵn. Em nói thiệt với mấy chị, lúc nào trong người em cũng có mấy viên Panadol. Xe em coi mấy chị. Để em quay cho mấy chị. Nè kem ngày, xe em có hũ kem ngày. Ừ. Rồi, Panadol em giục ở ngoài cốp xe, nãy em mới lôi ra nguyên vỉ Panadol. Xe em còn cái gì để em bán cho mấy chị không, nói là mấy chị còn thân thể em giục ngoài cốp xe sau nè. Này không có hết á. Kem nám loại nào em tư vấn rồi mới bán chị Lâm Phượng ơi, kem nám Thảo tư vấn rồi mới bán rồi. Em cảm ơn mấy chị, thôi đủ đơn rồi, thôi mấy chị được rồi, lai tiếng được rồi, em vô nha mấy chị nha. Em không có dám cầm điện thoại like, em sợ thiên hạ chữ. Em ra kia ông kia cũng khùng, mới ra xin cái wifi của ổng mới đọc được bình luận của mấy chị nè. Trời ơi khổ quá trời quá đó, ham gì đâu mà không biết ham tiền nữa. Sống rồi chết rồi đem tiền theo được, ham quá đi trời. Rồi nghỉ đòi đọc lại hả? Đọc lại nãy chương trình gì lớn quên Bà Rịa nó mất rồi mấy chị, chỉ em ơi chương trình gì ta. Sữa rửa mặt miễn ship nhưng mà tặng thêm một hũ mặt nạ ngủ dùng để dưỡng da mặt, cấp ẩm da, làm trắng da, hoặc là một bịch tắm trắng. Đúng rồi, là cuối cùng cái chai đó còn. Ủa thơm quá mấy chị, bên năm thơm quá. Mịn ghê luôn á. Đây nè, không áp nè mấy chị, thấy mụn không? Đây da mặt không áp nè mọi người đó, mọi người đây là mặt không áp nè, để xa lại thành áp mà để gần nó không có mặt nó không dính áp. Tôi đặt 2 túi với gọi điện thoại anh bố hỏi đơn hàng anh bút giùm em chị Hạnh ơi. Nào nhà em có cái quy trình đơn giản lắm mấy chị, chỉ cần làm đơn xong là đi hàng. Ví dụ như bữa nay em nói chốt đúng không, là sáng ngày mai hoặc là chiều ngày mai là mấy bạn sẽ tập trung gọi điện cho mấy chị để lấy địa chỉ cho những chị khách mới, rồi một bộ phận khác sẽ là người phân đơn hàng ra và lên đơn từng đơn tiền, tính tiền từng đơn hàng cho mấy chị. Tính tiền thì có khả năng từ 1 cho tới 2 ngày mới xong. Song song với cái khâu tính tiền thì sẽ có cái khâu đóng hàng ở cái bên đóng dụng tính tiền từ đơn số 1 cho tới đơn 700 chẳng hạn đi, thì ai nằm ở đơn số 1 thì đi trước. Ví dụ như đi chia làm 2 ngày đi thì một ngày mấy bạn đóng tối đa khoảng được 300-400 đơn hàng thôi, thì có thể đóng 2 ngày mới xong một lần đơn hàng. Thì ví dụ như ai mà từ đơn số mã số của mấy chị từ số 1 cho tới số 300-400 thì đi trước, còn ai mà nó dính số từ số 400 cho tới số 800 nữa lại đi sau tí xíu, sau ngày vậy đó mấy chị. Còn ví dụ mấy chị thiếu quần thì mấy bạn dục ra đơn khâu riêng để mấy bạn đợi quần về. Vậy đó là quy trình luôn mấy chị. Nên là mấy nhiều khi mấy chị hỏi đơn tụi em không trả lời được, là tụi em phải nhìn máy tụi em mới biết được. Nên là em không nhìn sản phẩm được. Sản phẩm của mấy chị là nó quy thành mã hết trơn rồi, để nó khỏi sai đó. Ok chị Diễm Kiều nè, chị ra kem đêm chị xài xong chơi giờ hết kem đêm chị qua. Nếu mà da chị còn dầu. Ok chị Nguyễn Thị Tùng, nếu mà da chị còn dầu thì chị dưỡng vẫn được bằng cái kem cái gì tự nhiên nói quên, xăm đất, nếu mà da chị còn dầu nha. Còn nếu da chị bớt cải thiện rồi, da chị nay ok rồi mà da của mình xuất hiện đồi mồi, đương nhiên là xăm đất nó không thể nào làm cho mấy chị hết được đồi mồi được, em có nói rất rõ đúng không? Thì mấy chị đồi mồi hoặc là những cái góc sạm đầu tiên, những cái dấu hiệu lão hóa đầu tiên của da, thì mấy chị quất một hũ
nám, sau đó mới chị sử dụng B5 là ok. Còn đối với người trẻ thì cứ duy trì sử dụng những cái sản phẩm, ví dụ như mấy chị chưa sinh con, mấy bạn chưa sinh con, hoặc là mấy chị dưới 25 tuổi da mình còn mịn màng tươi trẻ thì mấy chị cứ sử dụng sâm đất để dưỡng ha, chứ không cần phải sử dụng cái kem tiêm hoặc là sử dụng cao nám. Còn nếu mà trên cái lứa tuổi mình rồi, từ 30 hoặc là sau sinh con là nó đã bắt đầu xuất hiện những cái dấu hiệu đầu tiên của sự lão hóa da, sự xuống cấp da, đồi mồi nám tàn nhang nó trồi lên rồi, thì mấy chị sử dụng một hũ nám để mình khắc phục đối với những người mà trồi ít. Còn đối với những người nám do sinh lý, đặc biệt có một cái vấn đề mà mấy chị sẽ thấy một số người sẽ dính vào tình trạng nám, đó là những người sử dụng thuốc ngừa thai không hợp. Khi mấy chị sử dụng thuốc ngừa thai cái là mấy chị sử dụng cái thuốc ức chế buồng trứng, mà mấy chị cái nguyên nhân dẫn tới nám là nó nằm ở cái phần sinh lý nữ, mà mấy chị ức chế nó, ức chế cái buồng trứng của mình, mấy chị không có gọi là mấy sao bây giờ cái nguyên nhân nó nằm ở cái bộ máy đó, mà bây giờ mấy chị bơm cái thuốc, cái xăng mà nó không phù hợp với cái bộ máy đó vô thì cái bộ máy đó nó sẽ không hoạt động giống bình thường, thì bắt đầu nó sẽ làm cho da mấy chị biến đổi. Em hay nói giỡn với mấy chị những cái mà em hay nói mấy chị mà tại sao đàn ông không bị nám mà đàn bà bị nám, đàn ông nó bị đen nó không bị nám, phụ nữ mình tự nhiên đi đâu bịch như ninja cuối cùng bị nám, mà đàn ông người ta có đen cách mấy đi chăng nữa thì người ta không bao giờ bị nám. Nó như vậy đó mấy chị, nguyên nhân vẫn là sinh lý nữ gây ra. Nên có một số người là nguyên nhân từ uống thuốc mà ra, có nghĩa là uống thuốc hoặc uống thuốc bút cổ hoặc là mấy chị uống thuốc ngừa thai. Uống thuốc ngừa thai là nguyên nhân nhiều người bị lắm nha, không phải là ai cũng bị, nhưng mà nó chiếm tỷ lệ nào đó là nhiều người không hợp là bắt đầu tự nhiên nám xong trầu quá trời trời. Đặc biệt là đối với những người mà người ta uống người ta cảm thấy nó hơi nóng trong người là mấy chị thấy người ta bị nổi nám, thì những cái nguyên nhân đó mình sẽ tìm hiểu rồi em mới tư vấn cho mấy chị kỹ được, chứ còn nói trên live nói đâu được đâu, tại mình không biết người ta là bị tình trạng gì, mình nói nó sẽ không có đúng. Nên thành ra đó là lý do vì sao em bán mỹ phẩm rất là từ tốn, không có vội vàng, không có cần phải gọi là chạy sản lượng, cũng không cần phải khách hàng biết mình quá nhiều, chỉ cần khách hàng thật sự có nhu cầu về những sản phẩm an toàn, những sản phẩm khoa học thì Thảo sẵn sàng bỏ thời gian tư vấn. Em không nói là em có thể tư vấn hết cho mấy chị, nhưng nó còn hơn là mấy chị xài đại, đúng không? Ví dụ như bây giờ em nói khi mà em tư vấn cho mấy chị khả năng thành công của mình cho 60%, nhưng mấy chị xài đại khả năng thành công của mấy chị có 10-20%, mà mấy chị còn xài những sản phẩm không hợp với mình. Chứ bây giờ á, da mặt mà nói mà thật sự xài kem mà để đẹp gọi là như tiên nga, như mấy chị mong muốn như cái app nè mấy chị. Đây, mấy chị muốn đẹp chỉ có mở app lên thôi, điện thoại bây giờ phục vụ. Có nhiều người nói tại sao lại mở app để like. Trời ơi, không mở app là có lỗi với nhà sản xuất mọi người. Đấy, đây, thấy không? Đây, lỗ chân lông vẫn to ấy. Hồi xưa nó bự, bữa nó không dùng từ to nữa, nó bự, rất là bự mọi người. Nó kinh khủng. Bây giờ em tự tin để quay thật cho mọi người. Dùng iPhone 13 mà quay cận cảnh như vậy là khủng đó mọi người. Em không phải là em nổ để em khoe, nhưng ý em khoe cái điện thoại này là cái điện thoại mà nó rõ. Cái điện thoại này đối với em nó giống như nó thua cái Oppo rồi. Em tại vì em dân kinh doanh nên em mua về em chụp hình mà cuối cùng em không chụp được. Em chụp hình sản phẩm á, chứ không phải là ham có tiền gì đâu mua. Bởi vậy nè, quay một cái là nó rõ cái bản mặt mình thấy gốm đi, nhìn nó xấu lắm á. Nhưng mà cái độ phân giải của điện thoại rất là cao, mọi người nhìn kỹ không, mọi người thấy không đó. Bây giờ em đang nhảy vô không áp nè, đẹp hơn đâu ra mấy chị, chỉ có áp thôi mới đẹp nha, đẹp như thiên nga, không một tì vết, thẳng lì đó. Vô hình cái là ra mụn liền, nên là đừng có suy nghĩ nhiều, cứ thử đẹp hơn là được rồi, đẹp hơn mình là được rồi, rồi nó đã thành công rồi. Chứ mấy chị biết bao nhiêu người cam kết cho mấy chị rồi, mấy chị xài có hết không? Quan trọng vẫn này, nó phù hợp và nó đúng cái bệnh của mình thì nó sẽ bớt. Về qua hồi bữa giờ em có hay khẳng định với mọi người rồi đó, quan trọng vẫn là tinh thần và thể chất cộng với thói quen sinh hoạt nha, suy nghĩ á, tinh thần á, thói quen sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ, thuốc men. Người mà bị phụ thuộc thuốc như Thảo mấy chị đụng tới thuốc tây, trời ơi mà đòi đẹp đâu ra. Cho những người ăn uống lành mạnh, rau củ quả, có tốt nhất duy trì cuộc sống lành mạnh là cái làm cho da mấy chị đẹp hơn rất nhiều so với cái việc mà mấy chị phụ thuộc vô mỹ phẩm á. Rồi ok, Diệu Lê không có xem body Kim Ánh rồi, một thùng giấy cho Nguyễn Hân. Ok rồi, thôi em nghĩ vậy nó cũng nói tới 9 giờ à, nó vô cái máy rồi nó phải nhấn nút nó nói được cái câu đó nó mới xong câu chuyện mới im được. Không thôi nói hoài luôn á. Và em cảm ơn mấy chị luôn nha.
Chị Hoa Trần, chị inbox cho em đi để em coi nguyên nhân và độ tuổi của chị, em tư vấn cho đúng nha chị Hoa Trần ơi. Nói chung là mấy chị có inbox cho em để em coi độ tuổi của mấy chị, da của mấy chị. Mấy chị có inbox đi, tự động bên mấy bạn sẽ cho số điện thoại của em nè. Mấy bạn sẽ cho số điện thoại của em rồi em sẽ chụp hình gửi qua Zalo của em đi nha. Rồi bye bye mọi người, em cảm ơn mọi người. Mai hy vọng rằng bữa la ngày hôm nay cũng đã làm cho mọi người đủ đơn hơi đỡ xả của em. Em cảm ơn bà con mình. Bye bye mấy chị, để em đi vô trong kia đây.